លោកកុងភុករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងជាអ្នកនាំពាក្យកិច្ចប្រជុំកម្ពុជា-អាស៊ានបានបញ្ជាក់ពីមូលហេតុដែលប្រមុខដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានទាំងអស់នៅពេលថតរូបជុំគ្នាមិនមានការពត់ដៃគ្នាដូចមុនតែបែរជាលើកដៃស្ដាំបង្ហាញបាត់ដៃម្រាមប្រាំទៅវិញលោកកុងភុកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចយកជម្រើសមិនគៀដៃគ្នាមកជាលើកបាត់ដៃនេះមានមូលហេតុតែមួយគត់គឺបង្ហាញកូវីដ-19ត្រូវការកាត់បន្ថយការប៉ះពាល់គ្នាលោក
miền cà rì kê đa chung ngư COVID-19. Cả bệnh trẻ rà bọn nè nông bị cách bà chung cầm bùl à diễn thua lăng khăn nông sân à sát xa rà bà miền bằng hàng bị là tập hợp. Này cách bà chung cầm bùl à diễn nâng cách bà chung bẹp bọn nè nế nế sân thà kì sốc khá. Thằng ngày tì đập mùi khai vị trẻ gà chân nàm bì bọn mà phải bì. Lục bệnh trẻ dàng đôi chân nè thả. Nhưng miền mùi xùm núa đời xa tại cột xùm qua khơi ta cả ở nơi cách bị chung à xiên chỉ riêng đó lớp khơi ta miền cả thọt thân đặng đầu viên thân đặng nón sinh khi nè bề đại thọt rục chung khi nè cứ miền cả bọt đáy bẩn tai nơi khôn ông chăn ní khơi miền cả lợp đáy bẹm ta chia sân nhà phạt đô rồi có miền ở tận đây chẳng nào đại đông chấm lao cái lấy cứ đời xa hưởng COVID chia viên tam tại thua tập bàn cả pa cả đối với cô dương rơi cho chúng mình mùi nhị tới admin ấy prai pruol tới cứ để xa riêng covid tới hay này cứ chấp đa mặt word mà đong mà cao mà hao cả pì môn được không pe đại miền cả bị chum đại tòa kha nó pe đại chun uốn cạn này covid này cũng là lời thôi tất bật tại không cạn này bất kể cam chia riêng riêng mình miền phải nhà ha covid rồi mùi cô dương mình men chia riêng đại cứu ở pruol bà bạn ta sốc phiệp sốc mạ là phiệp và nhiều những cái chuyện rất quan trọng, những trường hợp quan mật đó, châu rùa bị chôm, tập tụ vĩnh cư COVID free.